Và nói về bán hàng hiệu quả, thì tôi nghĩ đây là một trong ba việc cần thiết phải làm của em quay và cũng là một kỹ năng cơ bản. Và tôi là một người đã kinh doanh em quay 18 năm. Và trước khi đến với em quay thì góc nhìn của tôi về bán hàng là gì? Nói về bán hàng thì mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Giống như chồng của tôi là một người kinh doanh, khi nhắc tới từ bán hàng thì ông ấy thấy được đó chính là thị trường và lợi nhuận. Còn tôi là một người làm việc trong nhà sách, thì khi tôi nghe tới từ bán hàng thì tôi thật sự rất là lo sợ và cảm thấy là một thử thách. Vậy đối với một người mới thì làm thế nào có thể giải quyết vấn đề này khi họ bắt đầu kinh doanh em quay? Tôi tin chắc rất là nhiều bạn trong đây cũng có cảm nhận như tôi, đúng không nào? Lúc đó tôi đã từ chối em quay 3 năm. Và trong 3 năm đó thì tôi lại cảm nhận rất tốt sản phẩm em quay và tôi là một người yêu thích sử dụng sản phẩm. Và khi tôi quyết định hành động em quay, thì tôi rất là mong muốn mình có được năng lực cũng như kinh nghiệm bán hàng. Nhưng tôi phải xác định rõ bản thân tôi có thật sự muốn phát triển em quay hay không. Khi tôi đã xác định rõ rồi thì phương pháp tôi có thể tìm để mà học tập. Bởi vậy nếu như bạn chưa xác định rõ mình muốn kinh doanh hay không thì bạn không có phương pháp cũng như không. Cũng như khi bạn đã sanh con rồi thì bạn mới có biết được cái cách để mà chăm sóc con cái của mình. Nên khi tôi đã xác định tôi làm em quay thì điều đầu tiên đó chính là tôi tự sử dụng và cảm nhận cực tốt về sản phẩm em quay và đem nó đi chia sẻ cho người khác. Bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng bán hàng đó chính là đi năn nỉ người khác, còn việc chia sẻ đó chính là chúng ta đem những gì mà chúng ta tâm đắc, cảm nhận tốt và chia sẻ cho những người xung quanh. Và lúc này nó sẽ không còn sự khó khăn và trở ngại. Và tôi còn nhớ năm 2000 thì tôi bắt đầu quyết định kinh doanh em quay. Và lúc đó là gần ngày quốc khánh của Trung Quốc và chúng tôi có một cái kỳ nghỉ. Và tôi đã dành ra 2 tiếng đồng hồ để mà chia sẻ những cái sản phẩm mà tôi đã học được. Và cuối cùng, sau 2 tiếng đồng hồ đó, tôi đã có được người khách hàng đầu tiên. Bởi vì khi tôi biết được tôi muốn điều gì, thì tôi sẽ mang theo niềm đam mê của mình đi chia sẻ cho người khác. Tôi đang chia sẻ đó chính là sản phẩm chất lượng của em quay và nguồn dinh dưỡng tốt cho mỗi một người xung quanh. Nên khi bạn có thể giải quyết được vấn đề trở ngại về tâm thái của mình cũng như sĩ diện, thì lúc đó bạn sẽ có thể mạnh dạn đi chia sẻ sản phẩm. Khi bạn và thật sự là những cái điều đó tôi có được khi là tôi thật sự là bỏ qua cái sĩ diện của mình để mình có một cái sĩ diện lớn hơn. Sở dĩ tôi đó được những cái điều đó là bởi vì tôi thật sự trải nghiệm những cái điều tốt. When I talk to my grandson, I tell him that I am a grandmother with pride. Thank you.